gì như chia sẻ cho em. Cũng may là cảm ơn em Nguyễn Tiến Doanh ở Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ giống và hôm nay cũng được tình cảm anh em. Cho nên đây nó sẽ là độ mất mát của em Thành và anh Quang. Chúc mừng. Với giá chuyển nhượng lại cho em Thành và em Quang ở Đắk Nông và Đồng Xoài với giá chuyển nhượng là 1 tỷ chẳng. Rồi mời anh em, chúc mừng anh em. Chào hoa đi, chào hoa đi, chào cho người ta đi. Em cầm giùm mày. Rồi, bây giờ là hoa là thuộc về hai em. Rồi, tiền là... Tiền bên giá. Rồi là anh mời bà xã. Bà xã đâu? Rồi cái này để này với bà xã phải giữ nè. Nhưng mà cái vô mà mình nhầm cây khác cái mình kiếm điện cái lộn có tiền thì không biết.